Chào các bạn, video trước tôi xin giới thiệu với các bạn cái quy trình kiểm tra xong phần 1 về kiểm tra ở dưới xe. Nay video này tôi xin giới thiệu với các bạn tiếp tục cái quy trình kiểm tra vòng quanh xe trước khi làm việc ở phần trên xe. Chúng ta đi lên cầu thang bên tay phải của các bạn tính từ ở trên cabin. Sau đó chúng ta đi kiểm tra trên phần cabin và chúng ta đi vòng quanh vào trong cabin, cũng như chúng ta vào đó chúng ta kiểm tra gì màn hình, toàn bộ các công tác. Sau khi xong rồi thì chúng ta bắt đầu mới tiến hành gì thực hiện công việc vận hành máy. Tiếp theo sau đây xin mời các bạn tiếp theo các bạn đi vòng tiếp ra quy trình phía sau của xe để chúng ta kiểm tra khu vực phía sau. Ở kiểm tra khu vực phía sau của xe thì các bạn kiểm tra cái gì? Chúng ta kiểm tra giám sát sau. Tiêu chuẩn, chúng ta vạch cái áo vỏ cao su ra, chúng ta đo đến phía cuối của chân giám sát sau với chiều dài tiêu chuẩn là 166 đến 186 mm thì đã đạt tiêu chuẩn. Còn không thì là chúng ta phải điều chỉnh. Thấp quá thì chúng ta phải bơm thêm ga, mà nhiều quá chúng ta sẽ xả ra. Điểm kiểm tra tiếp theo đó là chúng ta kiểm tra cái ốc bắt ắc của giảm sóc xem có bị dở dão hay không, cũng như là ốc hai bên, cũng như là ốc giảm cầu sau xem có đạt yêu cầu hay không. Đó là cái bộ phận phía sau kiểm tra đèn, camera nếu có, cũng như là cảm biến sensor, rồi là hộp dầu của phanh có bị rò rỉ gì không, cũng như nhìn tổng thể. Sau khi đặt yêu cầu rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái vị trí tiếp theo bên xe, vòng qua bên tay. Tiếp theo chúng ta xả nước cũng như là kiểm tra ở bình nhiên liệu. Hàng ngày các bạn phải kiểm tra và xả nước, xả cặn ở thùng nhiên liệu. Khi hết cái cặn và nước rồi thì các bạn mới gì? Mới thôi. Đây là cái mắt để chúng ta kiểm tra. Một số đời xe thì chúng ta có kiểm tra trên màn hình. Ở một số đơn vị thì các bạn có gắn cái không xả nước mà các bạn gắn để đo vào cái cột ống nhiên liệu, như vậy là không đạt không chúng ta kiểm tra khu vực ống xả xem có bị dầu mỡ bám hay không, cũng như rẻ hoặc những vật liệu dễ cháy bám vai không. Nếu có thì chúng ta phải đi tiếp theo chúng ta kiểm tra nước làm mát của động cơ ở bình nước phụ ở trên xe, nó ở giữa hai vạch lao và phu thì chúng ta như vậy đã yêu cầu. Trong trường các bạn thiếu thì các bạn đi bổ sung nước nguyên chất của Komatsu màu xanh. Các bạn không được đổ nước không phải của Komatsu bên vào, ví dụ như nước bên ngoài. Tiếp theo chúng ta kiểm tra khu vực ắc quy xem là có nước có đủ hay không, đầu bò tắc kê có bị long hay không, cũng như là lắp ắc quy có thông hay không thì chúng ta phải đi vệ sinh. Nước ắc quy có đủ hay không chúng ta phải bổ sung, cũng như là breaker các cầu chì có bị đánh bật ra hay không thì chúng ta phải reset lại. Tiếp theo chúng ta kiểm tra lọc khí, hiển thị lọc khí. Khi kiểm tra hiển thị lọc khí thì kiểm tra chỉ báo hiển thị bụi. Nếu chỉ báo bụi màu vàng trong màn hình trong suốt chuyển sang vùng màu đỏ của cái hiển thị lọc khí này thì điều này có nghĩa là các phần tử lọc khí bị tắc, chúng ta phải đi làm sạch hoặc thay thế lọc gió tùy theo thời gian sử dụng. Ví dụ như là mức độ tắc nghẽn được chỉ thị trên thang điểm, ở đây có 5 vạch điểm 5 trên hiển thị bụi và có thể được kiểm tra ngay cả khi động cơ dừng lại. Sau khi chúng ta kiểm tra mà thấy bẩn rồi chúng ta phải làm sạch lọc khí và sau khi làm sạch xong thì chúng ta dùng khí nén để chúng ta thổi từ trong ra ngoài. Sau khi làm sạch xong thì chúng ta sử dụng tay để ấn vào cái nút màu vàng đó
để cho nó quay lại vị trí ban đầu. Đấy, các bạn phải chú ý về đối với lọc khí. Đối với một số xe mà cũ rồi hiển thị lọc khí các bạn không quan tâm thì các bạn có thể sử dụng cái marking ở trong cái ống lọc gió của chúng ta, và chúng ta phải đi vệ sinh hàng tuần theo lịch trình khoảng 200 khoảng 1.000 giờ thì chúng ta đi thay lọc khí một lần. Đấy, các bạn sau khi ấy các bạn ấn lại thì nó sẽ tụt lại vào vị trí ban đầu. Tiếp theo chúng ta sang phần chúng ta đã hoàn thành kiểm tra ở phần dưới của cũng như bên ngoài của xe. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong của cabin để chúng ta kiểm tra để thực hiện quá trình vận hành máy. Chúng ta thắt dây an toàn, điều chỉnh ghế và chúng ta hãy nhìn vào các vị trí cần số cũng như các công tắc bàn đạp xem có ở vị trí trung gian hay không. Nếu chưa ở vị trí trung gian thì chúng ta đưa về vị trí ghế trung gian. Tiếp theo là chúng ta nhìn các camera màn hình cũng như là các đồng hồ tốc độ và tất cả các đèn chúng ta bật lên để chúng ta kiểm tra. Đấy, toàn bộ màn hình sáng hết và không tắt đi, và tắt đi thì đạt yêu cầu. Còn lại một số mà nó mà sáng lên thì chúng ta phải đi kiểm tra xem là có vấn đề gì không. Sau khi tiến hành chúng ta đây là các hạng mục về hiển thị về cảnh báo cho người thợ vận hành và kèm theo tiếng kêu. Loại hiển thị thứ hai đó là hiển thị về có độ sáng cũng như là cảnh báo, có tiếng kêu cảnh báo cho người thợ vận hành. Màn hiển thị thứ ba đó là hiển thị các mục khẩn cấp khi điều kiện bất thường xảy ra, yêu cầu tắt máy ngay lập tức. Đấy, đèn sáng để thông báo cho thợ vận hành biết tình trạng bất thường ở đâu. Và đèn cảnh báo trung tâm sẽ sáng và cảnh báo cho người thợ vận hành biết. Những chương trình này hiển thị đồng hồ, cái đồng hồ này ấy, là đồng hồ hiển thị số giờ máy cũng như là hiển thị lỗi cho người thợ vận hành biết, nó báo lỗi cơ khí cũng như nội điện và cũng như là các một số lỗi dành cho người thợ vận hành. Thông thường các ký tự hoạt động khoảng cách di chuyển, màn hình sẽ tắt khi công tắc chúng ta tắt khởi động. Ở đây bình thường đây nó sẽ báo cho chúng ta biết là số giờ hoạt động cũng như số cỡ km di chuyển. Như vậy sau khi chúng ta kiểm tra màn hình xong rồi thì chức năng hiển thị của màn hình nó còn có chức năng hiển thị lỗi. Ở trong trường hợp các bạn muốn kiểm tra lại thì các bạn có thể ấn vào nút bên cạnh để chúng ta kiểm tra. Đây chúng ta kiểm tra hệ thống, nó có chức năng kiểm tra. Đối với lỗi vận hành của chúng ta có ba loại lỗi. Lỗi E01, E02 và E03. Lỗi E03 là lỗi gì nguy hiểm nhất? Các bạn phải đưa xe vị trí an toàn và chúng bạn phải kiểm tra, thường thường nó liên quan đến lỗi cơ khí. Các bạn phải dừng lại xe vào vị trí, đưa về xe về vị trí an toàn và các bạn sẽ đóng phanh đỗ, chèn xe cẩn thận và các bạn có thể gọi thợ kỹ thuật hoặc là gọi đại lý để xử lý cái việc lỗi này. Trong trường hợp các bạn mà muốn kiểm tra lỗi đó thì nó là lỗi gì, E03 là lỗi gì thì các bạn sẽ ấn cái nút công tắc service này
thì khi đó nó sẽ hiển thị lên trên màn hình các bạn đó là lỗi chi tiết ở bên trong nó là lỗi gì. Các bạn có thể xem ở cái video về cách vào và kiểm tra mã lỗi của HD mà tôi đã post lên YouTube lần trước. Thường thường đối với E02 thì là lỗi về quá nhiệt. Các bạn có thể đỗ xe ở vị trí bằng phẳng, sau đó các bạn nắm mát máy thì là đạt yêu cầu. Thường thường ở lỗi quá nhiệt, các bạn có thể đỗ xe đưa về cần số vị trí trung gian và các bạn để cho xe chạy khoảng động cơ khoảng 1.000 vòng một phút. Trong một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ gì hạ nhiệt độ xuống. Và như vậy các bạn có thể là đi vận hành tiếp. Còn lỗi đối với lỗi E01 thì các bạn biết rồi, nó là lỗi liên quan đến hệ thống bảo trì bảo dưỡng của chúng ta. Chúng ta có thể chạy tiếp và chúng ta xử lý đi vệ sinh liên quan đến lọc khí, liên quan đến các hạng mục bảo trì. Chúng ta có 12 hạng mục bảo trì tất cả. Thì các bạn kiểm tra lại xem các hạng mục nào có quá hạn. Thường thường và nó sẽ nổi lên cái màu đỏ cho các bạn xem. Đó. Trong trường hợp bên lọc khí mà bị bẩn thì tôi phải tháo ra tôi đi vệ sinh. Đó. Tôi phải đi vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong rồi thì chúng ta ấn vào. À, đây chúng ta sẽ xem thêm đó là lỗi gì, tắc lọc khí đúng không ạ? Như vậy tôi đã giới thiệu xong với các bạn, đây là cần đây là các bạn phải cần kiểm tra tổng thể trước khi mà các bạn vận hành, như cần số vị trí trung gian hay không, phanh già cần phanh già có vị trí trung gian hay không, các bạn đạp phanh có vấn đề gì bất thường hay không, có bị kẹt hay không, cần ben có ở vị trí đóng hay không. Sau đó thì các bạn mới được đề máy. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn quy trình kiểm tra đầu cao cuối ca của xe HD 465-7 và HD 605-7 hoặc 7R của Komatsu. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.komatsuvietnam@gmail.com hoặc các bạn có thể viết comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Mời các bạn đón xem video tiếp theo về cách sửa lỗi của quy trình sửa lỗi của xe HD